Tại tòa, Trịnh Xuân Thanh cho rằng mình không quanh co chối tội, nhưng đại diện điều tra viên khẳng định Trịnh Xuân Thanh có quanh co chối tội. Trong phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm xảy ra tại PVN và PVC chiều ngày 10 tháng 1, luật sư Nguyễn Văn Quân hỏi bị cáo Trịnh Xuân Thanh rằng bị cáo có đồng ý với cáo trạng của Viện Kiểm sát. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói bị cáo nhận trách nhiệm vai trò người đứng đầu khi không đọc hợp đồng số 33, nhưng bị cáo không cố ý làm sai, toàn bộ trách nhiệm phân cấp cho tổng giám đốc của tổng công ty. Luật sư tiếp tục hỏi cáo trạng cho rằng bị cáo quanh co chối tội. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho biết khi đọc cáo trạng nói bị cáo quanh co thì không biết thế nào vì trước đó làm việc với điều tra viên thì các đồng chí nói vậy. Để làm rõ chi tiết này, luật sư Quân đề nghị hội đồng xét xử cho mời đại diện điều tra viên. Đại diện điều tra viên cho biết trong quá trình hỏi cung, cơ quan điều tra thượng tôn pháp luật, thực hiện đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan điều tra đã cho bị can đọc biên bản và ký theo nội dung lời khai của bị can. Chúng tôi kết luận quanh co chối tội vì căn cứ vào lời khai khác của những người thẩm vấn và càng thẩm vấn cũng như qua phần xét hỏi hai ngày hôm nay thể hiện lời khai của các bị can khác về hành vi của Trịnh Xuân Thanh là tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, với những nội dung lời khai của Trịnh Xuân Thanh thể hiện trong hồ sơ vụ án là Trịnh Xuân Thanh không xác nhận nội dung này, mặc dù chúng tôi vẫn tôn trọng lời khai của bị can và không ép buộc bị can, lời khai của Thanh không đúng sự thật vụ án, nên chúng tôi kết luận Thanh quanh co, đại diện điều tra viên khẳng định. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là người chủ tịch hội đồng quản trị PVC, Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EBC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.312.076.568.646 đồng. Quyết định sử dụng 1.115.868.979.065 đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 119.804.660.196 đồng. Bên cạnh đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn An Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ rút 13.066.262.471 đồng từ ban điều hành dự án vụ án Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn An Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản quy định tại khoản 3 điều 165 và khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị can khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội. Sau khi phạm tội, bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận việc cầm tiền của cấp dưới đi lễ Tết. Trong khi cấp dưới khai lập khống hồ sơ, lấy tiền đưa cho lãnh đạo PVC, thì bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận việc nhận tiền. Trong phiên xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, ngày 9 tháng 1, hội đồng xét xử đã xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi tham ô tài sản. Theo cáo trạng, tháng 7 tháng 2011, Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc PVC, được phân công phụ trách ban điều hành dự án Dũng án Quảng Trạch. Hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa, Giám đốc ban điều hành dự án, chuyển tiền để Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh sử dụng. Việc chuyển tiền được Lương Văn Hòa thực hiện thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển, nguyên chánh văn phòng PVC, quản lý chi, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, hoặc đưa cho Nguyễn Anh Minh. Trả lời câu hỏi của thẩm phán, bị cáo Trịnh Xuân Thanh khẳng định không có yêu cầu nào đối với bị cáo Minh về việc chuyển tiền để lo lễ Tết. Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Anh Minh được tòa yêu cầu đối chất lời khai. Hội đồng xét xử nhắc lại lời khai buổi sáng của Minh về việc bị cáo thực hiện chủ trương của hội đồng quản trị chuyển tiền về PVC để biếu Tết.
Bị cáo Minh thừa nhận, tại phòng làm việc của bị cáo Thanh, có chuyện bị cáo Thanh yêu cầu Minh chuyển 5 tỷ đồng để biếu Tết. Ngoài ra, trong một lần đến nhà Trịnh Xuân Thanh ăn tối, bị cáo nhìn thấy bị cáo Thanh lấy túi tiền trong tủ ra. Minh có hỏi bị cáo Thanh về số tiền trên, thì Thanh nói đó là tiền do bị cáo Hòa, Lương Văn Hòa đưa. Trước lời khai của Minh, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tỏ ra bất ngờ vì cái tủ mà bị cáo Minh nhắc đến, theo bị cáo Thanh, là tủ giày, đồng thời khẳng định việc Minh nói là tiền do bị cáo Hòa đưa không bao giờ có. Được tòa yêu cầu đối chất, bị cáo Lương Văn Hòa khẳng định lại lời khai về việc được bị cáo Nguyễn Anh Minh yêu cầu chuyển tiền cho Trịnh Xuân Thanh. Bị cáo Thanh tiếp tục phản bác. Trước lời khai của bị cáo Lương Văn Hòa về việc đưa tiền cho lái xe của mình để chuyển cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh, hội đồng xét xử yêu cầu người lái xe lên đối chất. Lái xe của Lương Văn Hòa thừa nhận có đưa bị cáo Hòa đi rút tiền. Sau đó để 1 tỷ cho Nguyễn Anh Minh, số tiền còn lại chuyển cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trình bày, lái xe của Lương Văn Hòa khai đưa 4 tỷ đồng cho lái xe của Thanh, nhưng theo đối chất trước đó, ông, lái xe của Thanh chỉ nói được đưa một gói quà, không biết trong đó là gì. Hội đồng xét xử công bố bút lục lời khai của lái xe cho Trịnh Xuân Thanh cho thấy người này được lái xe của Hòa gọi xuống, chuyển sang xe của Thanh, cho một túi quà, bảo chuyển cho Thanh, và túi quà này sau đó Thanh cầm vào trong nhà. Về lời khai trên, Trịnh Xuân Thanh cho rằng bản thân lần đầu được nghe. Khi được hỏi về số tiền gia đình bị cáo đã, Trịnh Xuân Thanh cho rằng, với trách nhiệm là người đứng đầu, và vì tình nghĩa anh em với bị cáo Nguyễn Anh Minh, bị cáo đã đề nghị cho bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, khi các cơ quan tố tụng tìm ra căn nguyên sẽ xử lý sao. Cũng tại phiên xét xử hôm qua, hội đồng xét xử xét hỏi Vũ Đức Thuận, nguyên tổng tổng giám đốc, tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC và một số đồng phạm về khoản tham ô 14 tỷ đồng tại dự án Dũng án Quảng Trạch. Bị cáo Thuận khai, khoảng cuối năm 2010, Trịnh Xuân Thanh nói cần cảm ơn một số người giúp đỡ công ty sản xuất kinh doanh và tiền được lấy từ các đơn vị làm ăn có lãi để đi chúc Tết. Trả lời hội đồng xét xử, Nguyễn Anh Minh khai, lĩnh hội chủ trương lấy tiền đi đối ngoại là của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Xuân Thanh và Tổng Giám đốc Vũ Đức Thuận. Minh đã chỉ đạo Lương Văn Hòa chuyển tiền về. Theo bị cáo Minh, lúc đầu ban điều hành dự án Dũng án Quảng Trạch, lấy tiền quỹ chuyển cho lãnh đạo PVC. Sau đó, ban điều hành lập hồ sơ, hợp thức khoản tiền chi đối ngoại. Bản thân bị cáo ký hồ sơ 3 hạng 1. Nguyễn Anh Minh cũng khai về số tiền 20.000 USD chuyển cho Vũ Đức Thuận, nhưng nguyên tổng giám đốc PVC phủ nhận. Ông Minh nói, số ngoại tệ được ông Cấn Mạnh Cường, phó giám đốc phụ trách ban điều hành dự án Dũng án Quảng Trạch, chuyển cho Vũ Đức Thuận để đổi thành 430 triệu đồng chi đối ngoại. Nguyễn Anh Minh khẳng định, khoản tiền này có nhiều người biết và việc tạm ứng của ông Cường vẫn lưu giữ tài khoản công ty. Thừa nhận được hưởng lợi 3,6 tỷ đồng và đã khắc phục số tiền này, ông Nguyễn Anh Minh nói rằng rất ăn năn hối hận khi thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vừa nộp đơn xin từ chức để thực hiện lời hứa không dập được dĩa hè sẽ cởi áo về giường. Ngày 8 tháng 1, nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết, tại cuộc họp kiểm điểm thường trực, Ủy ban Nhân dân quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Nội dung đơn ông Hải ghi, tháng 3 năm 2016, ông chính thức phụ trách lĩnh vực đô thị và nhận thấy quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý trật tự, lòng, lề đường, là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1 tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện. Nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn. Hàng ngàn tỷ đồng của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền. Cuối đơn, ông Hải phân trần, nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức. Trước đó, ngày 20 tháng 2 năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử lý vi phạm
và tuyên bố, từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi án về giường, không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng,